Review tập 5 hẹn hò trốn công sở. Tập phim xoay quanh buổi hẹn tại nhà ăn của Kang Tae-mu và Shin Ha-ri. Kang Tae-mu lúc này đã thừa kế Shin Young Hui, người vừa trở thành bạn gái giả của chính mình là Shin Ha-ri. Tức mình vì bị lừa không biết bao lần, Kang Tae-mu quyết tâm tìm cơ hội trả thù. Tuy nhiên, trước khi bắt tay vào kế hoạch trả thù thì Kang Tae-mu dường như muốn cho Shin Ha-ri cơ hội cuối cùng để thành khẩn và nhận khoan hồng. Thật đáng tiếc, Shin Ha-ri lúc này vẫn còn ngây thơ chưa biết gì, nghĩ mình che giấu thân phận rất tốt nên vẫn muốn lấp liếm đến cùng. Thậm chí khi Kang Tae-mu nói rằng anh chẳng biết gì về cô, trong khi cô lại lắm rõ sở thích, học vấn và không biết bao nhiêu thông tin riêng tư khác của anh, thì Shin Ha-ri đáp lại tỉnh bơ, anh đâu còn biết gì về tôi, chúng ta đâu có yêu thật. Đến nước này rồi đã ra cơ hội cuối cùng nhưng Shin Ha-ri vẫn không biết trân trọng thì đừng trách sao giám đốc Kang không nương tay nhé.